Rồi, chơi là phải lớn thì hôm nay mình sẽ unbox cho anh em một cái con loa mà đang là xu hướng trong thời gian hiện tại với thương hiệu đến từ nhà Casibox. Casibox thì trước giờ anh em chỉ biết những loa sách tay nó như đây thôi. Thì hôm nay mình sẽ unbox cho anh em một cái con loa đầu tiên của Casibox mà con loa khổng lồ luôn nha. Đó, thì cái thùng mình mới về cái đập luôn, bây giờ trời cũng hơi tối rồi nên mình sẽ unbox nhanh cho anh em. Con loa này rất là đặc biệt bởi vì nó có đèn led sẵn trong con loa luôn. Rồi ok, cùng mình unbox nha. Thôi mà khoan, anh em coi nè. Với độ cao chưa có lật của nó lên đây nè, cái dạng loa nó như nè. Ở đây, qua đây nè, thấy không mọi người? Nè, dạng loa của nó vậy nhưng mà cái hùng này chưa có lật cái tầng này lên mà nó đã cao như vậy nè. Nó bằng ngay cổ con bé lùng lùng như nè. Đó, rồi nó bằng cũng ngay nắp của thằng ông này nè. Là mọi người thấy là nó to cỡ nào. Rồi bây giờ mình xuống mình sẽ unbox cho anh em nha. Rồi, đây là một kiện hàng mà kia anh em sở hữu anh em sẽ được một như này. Rã xuống, lật. Anh em nhớ khui từ ở tầng dưới lên nha. Tay chân vào cắn. Rồi, nhớ khui là từ mặt dưới này lên nha. Rồi, anh em nhớ lấy chìa khóa này bén chìa khóa này lục rồi nè. Đấy, đó. Đó, trời ơi cái mùi mới. Ông ơi cái mùi mới. Cái mùi mới à? Thôi, gì vậy? Micro Casibox luôn. Rồi, để gì luôn ha sao băng? Giờ nhấc lên để giấu cái này lên này. Nhấc lên xếp. Nhấc lên 2, 3, lên. Rồi. Đó, đây là phải 3 người mới kiên nổi nha. Rồi, cái da hồng chạy kìa. Rồi, 1, 2, 3, lên. Má nó nặng thiệt mọi người. Hình như ở trên thùng nó để 88kg. Nhưng mà mình chưa có điều kiện mình cân. Hình như xếp mập lại đó. Rồi tết đó. Rồi xếp mập lại luôn, đúng là Casibox mà luôn. Tặng cho anh em nguyên một cái túi đen luôn nè. Đó, ngon lành chưa? Ôi hôm nay có một con lo mà sao anh em mình da đông như vậy? Da là màu hả? Nó hot quá. Rồi lật qua đây lấy miếng mốt ra đây. Nhớ rút kinh nghiệm nha anh em, nhớ lấy miếng mốt ra trước nha. Rồi. Rồi, đúng ha. Một cái túi vải, chà bá lửa luôn rồi. Rồi, đừng dỡ lên, khoan dỡ lên, khoan dỡ lên. Rồi, dỡ lên. Rồi, kéo lên. Rồi. Quá đẹp đó. Quá. Ngoại hình của nó đây anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ review cho anh em về cái ngoại hình của em nó nha. Đó. Về ngoại hình anh em sẽ có một tấm lưới liền. Rất là chắc, lưới này chắc liền hai quá. Đó, và cái nè, mình sẽ coi chi tiết. Xích vô, xích lại đây. Nè, thấy vô. Một đường led nhét nhạt nó sẽ nằm chìm ở trong gỗ luôn. À, ở đây thêm một đường led nữa nè. Đó, hai đường bên kia hai đường. Còn Casibox, cái gì cũng Casibox. Cùng gỗ Casibox nè, khóa bằng inox, khóa bằng sắt đen. Đó, trên này là được cái là khi anh em gặp lên là nó có cao su để giúp cho anh em là nó chống bị chạy ha. Cùng gỗ ở đây là hình như là, ôi ôi, chắc chắn ép quá, cứng cáp cực kỳ. Đó, à, chưa gặp, thông báo anh em là chưa gặp mà nó đã như thế này rồi. Ngang bụng mình, gặp lên thì sao? Gặp lên, coi! Mở quá đó, trời ơi, có khóa này nữa. Chưa mới quá rồi đi làm trời. Rồi tính ra mình cũng cao chứ không có như mấy đứa lùn ha. Đó, thì nó cũng gần với ngay cái mặt mình rồi. Đi. Cam lại trên này nè, thấy chưa? Trời ơi nó chơi vậy luôn à. Chơi vậy luôn à. Vậy. Mọi người ơi, con lo gì ngon không? Rồi khóa lại đây. Rồi nhỏ này lùn nó đi ra chỗ khác. Rồi đi vô đi. Để tao review. Rồi. Đây. Mặt sau của con loa này anh em sẽ thấy nè, bản mạch này là bản mạch giống bản mạch T450 nhưng mình nghe nói là công suất rất là cao lên tới 600W lượng hay gì đó. Thì này mình sẽ cập nhật chính xác lại thông số cho anh em ha. Rồi nó chỉnh rất là giống T450 luôn, y chang luôn nha. Đó, rồi nút nguồn chúng ta nằm ở đây với một công tắc rất là nhỏ, led power hả, tắt led đây, công tắc nguồn Casibox ha. Rồi lại dưới đây đẹp quá trời đẹp luôn. Chỗ này là nó đã tách ra rồi ha, tức là mạch tắt nguồn chúng ta sẽ nằm ở đây nha. Tắt nguồn ở đây. Ở đây nó để là công suất danh định là 800W. Ôi, chị dữ vậy ta. 4 ôm hả? Đó, rồi Casibox. Rồi nó chơi là toàn miếng inox rồi đóng cái chi mấy trong gỗ giáo luôn rồi trời. Đúng là tiền nào của đó, chất lượng ghê thiệt. Đó, rồi. Giờ mở xương tí nhạc. Ê mày khoan. Còn. Còn cái này nữa. Ha. Đó. Kịch đó, nhắn vô kịch này siết chưa chắc nha. Đó, rồi mở led lên đã, mở led cho anh em thấy nè. Kịch đó.
Wow. Được cái là khi anh em mở nhạc cái là nó có theo nhạc nha. Có USB nhạc không vậy? Thôi, cho một USB nhạc thôi. Đây, có luôn. Đây. Rồi, chuẩn bị rút mic nha mấy đồng chí ơi. Rồi, rút mic. Điện máy 369, chuyền loa kéo công suất lớn. Wow! Đây, nhảy nhảy con ơi! Test 1, 2, check. Anh em sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con lo. Đây anh em thấy được con lo này không ta? Nè, thấy chưa? 8 con lo màu đỏ. Lo chung này là chung 14 ha. À, cái này người ta lắp là lắp dạng lo full chứ không phải lo chung nha mọi người. 8 con full, tiếng nói tiếng ca gì đó. Rồi ở đây anh em sẽ có 1, 2, 3, 4 con chép. Ở đây mình thấy là ở đây một con 250 nè. Này chắc 350 quá. Ở đây 250 nữa nè. Giờ ở đây 350, tức là 2 350 và 2 con 250. Đó, sẽ giúp cho anh em 4 con chép và một con bass. Đó. Rồi con lo này với một độ cao kinh khủng khiếp luôn. À, rồi, giá thành con lo này thì mình sẽ cập nhật sau cho anh em. Anh em hãy đợi cái clip chi tiết review cho anh em xem thử là nó như thế nào. Đó, rồi. À, anh em nào thấy thích con này, à, nếu mà muốn mà mình làm bất kỳ clip cái gì nội dung gì về con lo này thì có thể để là bình luận ở dưới, mình sẽ cho anh em hết nha.